Xin chào toàn thể anh em. Thì hôm nay bên đại lý Cờ Bạc Bịp của tôi giới thiệu với anh em một cái mẫu kính áp tròng nhìn xuyên lá bài em nhá. Anh em đeo cái cặp kính này vào là anh em làm chủ cuộc chơi, chiến thắng tuyệt đối mọi sòng sới lớn nhỏ trong bộ môn bài lá bịp. Thì em đi cho tôi này. Thì anh em phải biết rằng một điều, khi đi anh bài lá bịp rất nhiều đòn ngón để anh em đi chơi, mà anh em đi chơi đã không có tay nghề mà anh em lại không trang bị cho mình những cái đồ chơi nó hỗ trợ thì anh em khẳng định em là anh em sẽ thua tha. Ở miền Bắc này chơi ba cây liêng sâm phẩm, ở miền Nam bị sập sám bị Ấn Độ ngầu hầm năm lá thì anh em chơi chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi, đánh như đánh bài ngửa anh em này. Thì bây giờ tôi sẽ kiểm chứng cho anh em nhá, xem độ chính xác nó có chuẩn chỉ không anh em này. Bây giờ tôi sẽ đưa kính thử vào trong cái mắt camera để anh em nhìn này. Cái bài này á, nhà tôi đã xử lý qua cái công nghệ nhìn xuyên bài em nhá, nhìn nó led như tivi 42 inch luôn, đọc cả chất này. Đây là những con 4 em này, rất là rõ anh em nhá. Đấy, con 7 này, 7 này là 7 tép anh em nhá, rất là led anh em này. Ở đây là con 3 là 3 bit này, đọc cả chất. Đấy, đây con 9 này, móc chìa khóa là con 9 này, nhìn ngược nhìn xuôi nó vẫn là con 9 này anh em, 9 bit này, rất là đẳng cấp, chuẩn đét đẹp luôn. Đây con 3 này anh em này, ở đây con 8 này anh em nhá, 8 cơ này. Đấy, Zizo này, không thể sai được này. Đấy, tôi cháo ngẫu nhiên này, đánh như đánh bài ngửa, trăm trận trăm thắng, sáng như đêm trong rằm em nhá. Đây 8 bích em này, không thể sai được này. Đấy, đánh đâu được đấy này. Đấy, 8 rô này, chuẩn đét anh em nhá. 5 bích này anh em này, 5 tép này, nhìn ngược nhìn xuôi là con 5 này, 2 là 2 tép này anh em này, 7 này anh em nhìn thấy con 7 em rất là rõ anh em nhá. Đấy, 7 là 7 rô này, chuẩn đét đẹp luôn. 9 là 9 cơ anh em này, cái móc chìa khóa anh em này, nhìn rất là rõ nét nhá, sáng như đêm tivi luôn này anh em này. Đấy, 7 này, nhìn ngược nhìn xuôi là con 7 này. Đấy, 10 này, dấu cộng này, con chữ thập là con 10 là 10, 10 rô, à 10 cơ này anh em này, rất chuẩn này, 10 rô này. Đấy, anh em nhá. Đấy, tôi tiếp tục này. Đấy, chuẩn đét đẹp luôn anh em này. Di là di tép này, anh em thấy không, 8 là 8 tép này, không thể sai được. Đấy, 6 tép này. Đấy, 10 bích này, chuẩn đét đẹp anh em nhá. Đấy, khi em đi chơi mà em nhìn được xuyên bài thì không có một lý do gì mà anh em không thắng. Thế em đi cho tôi, bài phải là bài nhà tôi em nhá. Bài nhà tôi là nhà tôi xử lý qua công nghệ nhìn xuyên bài rồi. Bài nhà tôi nhập từ quán tạp hóa về xử lý qua. Thế em có nhu cầu mua hàng em alo trực tiếp cho tôi 0984 80 4 số 9 để tư vấn miễn phí với sản phẩm này em ạ. Tất cả các loại bài ở từng vùng miền địa phương, anh em vùng miền địa phương gì chơi với mẫu bài gì alo tôi để được đặt hàng miễn phí anh em này. Bài từ bài đô la này, kim cương xanh, kim cương đỏ, rồng vàng, rồng đỏ, bài táo, bài ớt này em nhá, bài đô la, tất cả các loại mẫu bài trên thị trường. Đây tôi bày một số mẫu đây, khoảng tầm 20 cái loại mẫu bài để anh em cùng trải nghiệm. Thì anh em có mẫu bài gì đặt theo yêu cầu gì thì anh em alo tôi để đặt đúng cái mẫu bài đấy anh em nhá. Thì về kính, kính nhà tôi có rất nhiều loại kính nhập từ các nước khác nhau, Mỹ, Nhật, Hàn anh em này. Ví dụ đây là một cái kính giá rẻ em nhá, đây là một kính giá rẻ, giá của nó chỉ 1x triệu anh em này, rất là chuẩn chỉ luôn. Thì anh em đeo cái cặp kính này vào là anh em yên tâm rằng là đánh nhìn xuyên bài lá luôn. Hay anh em đánh cái cặp kính nó cao cấp hơn, anh em đánh có thể đánh cho tôi một cặp kính Mỹ anh em này. Đây là một cặp kính Mỹ anh em nhá. Đấy, rất chuẩn chỉ luôn. Cái độ mỏng của nó chỉ 0,01mm thôi. Anh em đeo vào nhìn sáng như tivi 42 inch luôn, sáng như đêm trăng rằm. Thế em nhìn cho cái cặp kính này nó có cái màu tím, thì màu tím này nó ăn đúng với con ngươi mắt của anh em luôn, nên anh em yên tâm không sợ phát hiện đối thủ nhìn được anh em này, kể nhìn đứng cạnh anh em không bao sợ phát hiện ra. Thì kể cả đánh buổi tối không bị phản quang với ánh sáng. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách anh em sử dụng anh em này, rất là dễ sử dụng không thì khó khăn cả anh em. Tôi sẽ mở cái lắp về tay anh em nhé. Khi em đeo kính đeo như thế nào, đây nó không chỉ là một clip quảng cáo mà sẽ là một clip hướng dẫn luôn để anh em chơi. Anh em alo tôi 0984804049 anh em nhé. Em mở cái lắp này ra anh em này, thì khi đây anh em này, em lấy một cái bông tăm, anh em chỉ đưa kính vào thôi anh em nhé, em lấy kính ra tay. Đấy, thì anh em đeo cái loại này, anh em nhìn là chị em phụ nữ người ta hay đeo cái len mắt để người ta đeo thời trang đó, thì anh em đeo vào anh em nhìn xuyên bài. Thì đã nhìn xuyên bài rồi thì anh em đánh bộ môn bài lá nào anh em có thể chiến thắng em này. Đây anh em này, cho ra đầu ngón tay em thấy không, rất là mỏng nha, nó chỉ 0,01mm thôi. Thì anh em đeo vào trong mắt đó, anh em nhìn cho tôi, anh em chỉ cần giơ tay dương mắt này ra thôi, anh em đẩy thẳng vào, đẩy thẳng vào mắt, mắt không chớp là nó sẽ tự ăn đúng cái con rơi mắt của anh em, rất là dễ sử dụng anh em nhá. Đấy, thì hàng tôi bán ra là có phiếu bảo hành đổi mới 1 tháng và bảo hành miễn phí 1 năm, không chơi anh em lại đúc vào này, rất là dễ sử dụng anh em nhá. Đấy, đây là phiếu bảo hành của công ty nhà tôi, nhà tôi hoạt động 15 năm trong lĩnh vực cờ bạc bịp anh em nhá, nên em không phải lo về cái giá trị về sản phẩm. Đầu tiên là phải uy tín, trách nhiệm là vàng, anh em alo tôi 0984804049 anh em nhá. Đấy, số điện thoại đây, số điện thoại của công ty tôi. Thì khi một bộ sản phẩm thì nó sẽ có theo một cái lọ dung dịch bảo quản anh em này, một lọ dung dịch bảo quản đi theo để bảo quản cái cặp len mắt của anh em luôn ẩm. Ở đây là một cái giáp kính anh em này, để em đi chơi khẳng định với anh em này là chiến thắng này.
không thể sai số được em ạ. Đây một cặp kính, cặp kính này thì bây giờ tôi sẽ thử lại cho em một cái loại bài, đó là cái loại bài của kim cương. Đây cái bài này là rất phổ biến địa phương này, vùng miền anh em chủ yếu là hai cái mẫu bài này, hai mẫu bài là rất phổ biến này, double ca và bài kim cương anh em nhá. Thì bây giờ tôi sẽ thử cái bài kim cương cho anh em xem anh em nhá. Đây tôi sẽ thử bài kim cương này, tôi lại tiếp tục đưa kính thử vào. Em nhìn nhá, cái kính thử này đây qua mắt camera nó không được lét như anh em đeo bình thường, khi anh em đeo bình thường nó lét gấp đôi gấp ba, anh em hoàn toàn yên tâm đánh khẳng định chiến thắng mọi sòng sới lớn nhỏ anh em này. Bây giờ tôi sẽ đưa kính thử vào anh em này. Đấy, đọc là trận anh em nhá. Đây con 10 anh em này. Thì cái bài kim cương này cái đặc thù của nó sẽ làm đủ bốn góc cho anh em. Đây con 10 chữ thập anh em này. Đấy, rất là rõ anh em nhá. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đây con gì? Anh em nhá, không thể sai được, bốn góc nó đều thể hiện chữ gì. Đấy, rất là dễ. Thì nó làm bốn góc này mục đích để anh em đi chơi khi em chia, anh em chỉ hơi đẩy ra một tí anh em nhìn thấy rồi này. Đây con quy anh em này, đây tôi sẽ trả ngẫu nhiên cho anh em này. Đánh là ăn được tiền, đánh là ăn được tiền anh em này. Em nhìn thấy rõ, đây con 5 nhá, đọc cả chất anh em này. Đấy, 5 bích. 5 bích thì nó có dấu tam giác ở trên này anh em nhá. Đây 5 bích này anh em này. Đấy, đây con 6 bích này anh em nhá, rất là rõ anh em này. Đấy, đây con 7 bích này, không thể sai được. Anh em nhá. Đây con 2 này, 2 bích này. Rất là chuẩn chỉ, tôi cháo tiếp anh em xem này. Đấy. Đánh không bao giờ thua tha, anh em đã đánh bài ngửa làm sao anh em thua được, anh em này dấu cộng chữ thập con 10. Đấy, không thể sai 10 bích anh em nhá. Rất là rõ này, tiếp tục tôi cháo ngẫu nhiên lên này. Rất là dễ sử dụng anh em này. Đây con 4 này, vẫn là 4 bích anh em này. Rất là dễ nhìn, đây con quy em nhá, đây bốn góc thể hiện chữ quy, con quy rất là rõ anh em này, tôi đẩy gần lên em này không thể sai được này, quy quy dô này, thì đây tiếp tục đây là con ca dô anh em nhá. Đấy, em nhìn rất là rõ con 10 này anh em này. Đấy, đây là 10 tép này. Đấy, ba này là ba bích anh em này, không thể sai được này. Hai này là hai dô, không thể sai được rồi, à hai cơ anh em này. Đây tiếp tục là ba cơ này, rất là rõ anh em nhá. Năm cơ này. Đấy, đây con át này, chữ a là con át anh em nhá, át tép này. Hai tép này, không thể sai được, rất là rõ, đánh là sáu góc luôn anh em nhá. Đấy con át này, đây con a con át này. Đấy, át cơ này, ba cơ này, à ba tép này, bốn tép này, rất là chuẩn chỉ anh em này. Đấy thì mẫu bài nào là tôi có thể làm qua cái công nghệ gọi là kính xuyên bài cho anh em để có cái đồ chơi tốt nhất. Đấy, sản phẩm ưng ý nhất cho anh em hãy là người mua hàng đầu tiên. Đấy thì em nhìn nhá, ví dụ anh em đánh một cái ván bài mà anh em đánh, ví dụ tôi đánh cho anh em vài ba cái ván bài anh em xem cái kiểm chứng nó chất lượng nó làm sao, thì khi zoom về tôi sẽ đưa kính tiếp tục vào anh em này để anh em biết rằng độ chính xác chơi như nào anh em nhá. Thì khi em chia ngẫu nhiên, ví dụ anh em đánh liền miền Bắc anh em chia này, đây chia đâu nhìn đấy anh em thấy không, rất là rõ. Đây chia, đây chia này, đây con 7 này, đây con 3 này anh em này. Đấy, tôi sẽ đặt đây, tôi chia cho anh em xem một cái ván bài như là mình đánh bình thường thôi em. Đây này, nhìn rất là rõ con 9 này anh em hiểu không. Đấy, đây con anh em gì không, nhìn rất là rõ, chuẩn chỉ trăm trăm tám này anh em này. Đấy, không thể sai được em nhá. Đấy, chia đâu đấy này, em nhìn này, nhìn lại một lần nữa này. Đấy, con 10 này, không thể sai được. Đấy, con 3 con 8 này, 8 tép này, 6 là 6 bích này, rất là rõ anh em này. Thì lưu ý, ví dụ khi anh em đánh liêng ở miền Bắc mà anh em biết bài là JVK rồi thì không có lý do gì bài anh em 789 hay là 9 nút mà anh em lại không bỏ cả. Biết địch biết ta thì trăm trận trăm thắng. Anh em đánh phẩm mà biết đối phương người ta chờ, ví dụ chờ K, mình cầm K, không bao giờ mình đánh thì không bao giờ anh em sợ anh em thua tha đấy nhá. Để anh em đi chơi khẳng định là anh em chiến thắng, em alo 0984804049. Nhà tôi bán tất cả dụng cụ cờ bạc bịp, máy đánh bài, kính áp tròng, bầu cua, tài xỉu, hack game, dạy bài tay không anh em này. Đây là một cái cặp kính này rất tinh vi anh em nhá. Thì cái kính này nhà tôi đầu tiên đeo rất là êm, rất là mượt mắt. Đây là kính, là kính 4D có một cái lớp lụa nó rồi, nên em yên tâm nhá, không bao giờ sợ nhức mắt, chảy nước mắt, không có hại về sức khỏe anh em nhá. Bán hàng bảo hành đổi mới 1 tháng, bảo hành miễn phí 1 năm, có hướng dẫn sử dụng chi tiết cho anh em để anh em tất có thể chơi được. Cái giá cả thì phải chăng nhá, giá rất là rẻ thôi, anh em đầu tư một lần anh em chơi mãi, hoặc anh em muốn cái sản phẩm cao cấp hơn để bộ môn bài lá, anh em có thể đánh áo đổi bài, ví đổi bài, điện thoại đổi bài, hay là cao cấp hơn nữa anh em có thể đánh máy đánh bài anh em nhá. Thì các loại kính nhà tôi khoảng tầm 4 đến 5 loại kính của các nước khác nhau, anh em tư vấn anh em alo 0984804049. Từ hàng trực tiếp anh em đến bến xe Mỹ Đình Hà Nội hoặc bến xe miền Đông Sài Gòn, gần đâu qua đó anh em là sao, tôi sẽ gửi xe khách xe ca anh em xem hàng, kiểm tra hàng, thử hàng, đúng hàng thanh toán tôi sẽ gửi về tận địa chỉ cho anh em. Anh em lên trực tiếp thì nhân viên đón vào tư vấn miễn phí cho anh em nhé. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy đánh bài bịp CVK Việt Nam làm một cái video để giới thiệu để các bạn cái dòng máy đánh bài mới ra mắt của hãng. Đầu tiên tôi giới thiệu với các bạn con máy đánh bài CAC 700. Đấy, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 này. CVK 900 được ngụy trang là một chiếc iPhone 13 này, rất là đẹp luôn. Đấy, thiết kế cực đẹp luôn, iPhone 13 Pro nhé. Và CVK 680S đấy, ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 này. Và một con máy đánh bài cũng CVK được ngụy trang là một chiếc Samsung. Tôi sẽ đi vào tôi test cho các bạn
thì tốc độ báo bài của từng con máy sẽ như nào nhé. Đầu tiên tôi sẽ test cho các bạn con máy đánh bài CAC 700 này. Tôi sẽ chơi môn liêng nhé. Cái máy này chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam như ba cây liêng, sâm phẩm, chẵn ngoài Bắc này. Đấy, trên trong miền Nam thì bài cào, bình sập sám, biến độ, gò hòn ngâm lá, bình. Thế đây là cái giao diện của máy này. Đấy, giao diện iPhone. Mỗi một cái máy này nó sẽ có cái mật khẩu riêng để các bạn vào đăng nhập vào. Đấy, trò chơi tốt trong này tôi sẽ đánh các bạn môn liêng để các bạn thấy được tốc độ báo bài. Có bạn muốn xem cái chi tiết về máy hơn, về gần quay gần hơn thì tôi sẽ gửi qua Zalo cho về hình ảnh máy cũng như là về cái video chi tiết hơn. Đây tôi test nó sẽ hơi xa nên các bạn sẽ hơi khó nhìn một tí. Tôi chơi môn liêng mà tôi để là 4 người chơi. Đây, cho bạn xem tốc độ báo bài của nó này. Đây, cái chiều camera của nó là các bạn đặt bên này nhá. Đây, tôi sẽ đọc quay lại cái chiều camera để một quay vào bài. Đây. Đấy, cắt đi này. Đấy, rất nhanh luôn. 4 người chơi. Máy báo 4. Đây, một liêng nhá. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 à đây, 1 2 3 4 này, đây 4 số 4 này, 9 điểm này. Đấy, báo là chuẩn xác 100%, không có chuyện sai được nhá. Riêng máy báo là chỉ có chuẩn xác 100% thôi. Đấy, những nhà còn lại là không qua được 9 điểm. Đấy. Đây. Đây tôi sẽ tăng một người chơi lên, tôi test các bạn này. Đấy, các bạn bấm tăng là các bạn bấm lượng âm lượng. Bài để ngang dọc không quan trọng thì 1 2 3 4 5 này. Máy 33 là chắc chắn là 3 lớn nhất rồi. Đấy, 1 2 3 3 là 9 điểm này. Đấy. Những nhà còn lại không qua rồi. Bây tôi sẽ chuyển sang môn bài binh sáu lá của miền Nam hay còn gọi là binh Ấn Độ. Test cho bạn cái máy bài CAC 700 này. Các bạn chuyển môn chơi thì mất khoảng tầm 3 giây thôi. À, tôi sẽ để chế độ là 4 người chơi và bạn vất báo một nhà lớn nhất nhé. Đây. Đặt này, đặt báo này. Cắt này. Đấy. Bình Ấn Độ này. Máy 34 là 4 lớn nhất. Đấy, 98 luôn rồi này. Đây. 98 này. Đấy. Đây là Bình Ấn Độ hay còn gọi là ba cái đôi đó. Những nhà còn lại chắc chắn là không thể qua nhà này rồi. Đấy, 98 là ok rồi. Một điều chắc chắn là không thể qua được. Đấy, tôi sẽ test qua các bạn như thế từng cái dòng máy để các bạn thấy được hiệu quả của nó nha. Tiếp theo là tôi sẽ test đến con máy nhé. CVK 900. Đây, iPhone 13 Pro Max. Tôi sẽ test cái môn liêng nhé.